Trào nước mắt, bản làng châu Phi vui sướng tột cùng khi hình ảnh cô giáo Việt Nam xuất hiện quá đặc biệt thế này. Xin chào anh chị em khán giả của Tri Thức Việt. Tà áo dài Việt Nam đại diện cho bản sắc văn hóa của chúng ta. Đây cũng là nét đẹp truyền thống của Việt Nam, tự hào khắp năm châu. Tà áo dài của chúng ta nổi tiếng và không lẫn với bất cứ quốc gia nào. Thậm chí cả thế giới cho rằng áo dài Việt Nam xứng đáng được công nhận là di sản phi vật thể. Bởi thế mà mới đây, hình ảnh tà áo dài Việt Nam xuất hiện trên khắp các bản làng châu Phi. Và đặc biệt nó lại là người giáo viên, khiến cho ta nhớ đến hình ảnh đặc trưng về nét đẹp nhà giáo Việt Nam, khiến dân làng và các em học sinh nơi đây vỡ òa trong niềm hạnh phúc xen lẫn sự thích thú. Hôm nay, anh chị em của Tri Thức Việt hãy cùng chúng tôi cảm nhận về niềm hạnh phúc vô bờ này khi hình ảnh cô giáo mặc trên người tà áo dài của Việt Nam đứng trên bục giảng và mang tới hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho bản làng châu Phi xa xôi. Nhìn nụ cười nở trên môi của các em học sinh cùng cô giáo, ai nấy cũng đều cảm thấy vui mừng thay. Vui thay và thật khó diễn tả cảm xúc trong lòng. Vui mừng vì các em học sinh đã dần biết tới con chữ, con số, tự hào vì tà áo dài của Việt Nam đang mang tới những ý nghĩa lớn lao về tinh thần tương thân tương ái, sự nhân đạo, hành động ý nghĩa của chúng ta khắp năm châu bốn biển. Chắc hẳn anh chị em biết tới team của Quang Linh mới đây chứ? Những hành động thật sự ý nghĩa khiến người ta phải thốt lên câu, tự hào quá Việt Nam ơi! Những hành động của team Quang Linh đã giúp mọi người nhận ra rằng tương lai của trẻ em dù ở bất cứ đâu cũng đều rất quan trọng và chính là then chốt để thay đổi cuộc sống của đất nước cũng như cả thế giới này. Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng tình yêu thương và quan tâm đặc biệt. Với Bác, trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước. Bác nói, cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi, quả mới tốt. Con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường, tự lập. Hiểu được đạo lý và trần ái này, team Quang Linh đã ra một quyết định táo bạo, lo cho tương lai của các em học sinh tại đây. Cụ thể, Đông Paulo đã nhận nhiệm vụ giúp các em ở những bản làng châu Phi xa xôi được tới trường. Đầu tiên, nhiệm vụ quan trọng là phải có giáo viên để đứng lớp. Vì thế, Đông Paulo đã nhận nhiệm vụ này. Với sự hỗ trợ từ trường bản, Đông Paulo đã liên hệ, gặp gỡ và mời cô giáo thành công để đảm nhận vai trò dạy chữ cho các em trong bản. Nhiệm vụ hoàn thành, các em học sinh cũng đã có mặt và lớp học mang tới hy vọng về tương lai tươi sáng của các em đã được bắt đầu. Từ nay, tương lai của các em sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Chúng ta cũng nhìn nhận thấy rằng, việc mang tới con chữ, con số, kiến thức sẽ giúp các em học sinh nơi đây tốt hơn. Xa hơn nữa chính là đem tới tương lai cho cả những bản làng xa xôi tại đây. Những hành động này thật sự khiến cho chúng ta cảm động đến trào nước mắt, nghẹn lời, không biết diễn tả cảm xúc trong lòng hiện tại ra sao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đông Paulo còn phát hiện ra rằng điều kiện của cô giáo dạy lớp cũng thật sự khó khăn. Đặc biệt là không có điện để phục vụ cho việc lên giáo án vào buổi tối, bởi cả ngày đã đứng lớp sáng và chiều. Do đó anh nghĩ tới việc mua tặng cô giáo bóng đèn năng lượng mặt trời, rất thích hợp với điều kiện thời tiết ở châu Phi. Ngoài ra, điều làm cảm động cả cô giáo, các em học sinh lẫn cả những khán giả theo dõi Đông Paulo cũng như khán giả của Tri Thức Việt chính là ý tưởng về việc tặng cô giáo hai bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. Theo dõi cả video của Đông Paulo, từng giây từng phút từ khi anh tặng cho cô giáo những món quà ý nghĩa gồm bóng đèn, cặp sách, áo dài Việt Nam, chắc ai nấy đều thấy sự ý nghĩa cũng như dâng trào trong lòng những cảm xúc thật khó diễn tả. Bản thân An khi thấy sự hào hứng, niềm vui trên nét mặt cô giáo bỗng hạnh phúc đến lạ. Những việc ý nghĩa như thế thôi thúc Tri Thức Việt phải lan tỏa đến mọi người. Từ đó không chỉ mang lại sự ý nghĩa cho toàn thế giới mà còn trở thành niềm tự hào với tinh thần lá lành đùm lá rách và tương thân tương ái. Sự xúc động của cô giáo khi được nhận những món quà từ Đông Paulo khiến chúng ta lại càng cảm thấy cảm động và chia sẻ ngay tại lớp học. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cô, thật sự xúc động khi được mặc bộ quần áo truyền thống của đất nước Việt Nam. Hiện tại chỉ biết cảm ơn anh Paulo đã đến đây và làm thay đổi cuộc sống của dân bản chúng ta rất nhiều. Cũng như các em đã được đến trường học và giúp cô đồng hành cùng các em. Tất cả chúng ta ở đây đều không biết lúc nào anh Paulo sẽ rời đi, nhưng cô biết chắc chắn rằng cả cô và các em cũng như người dân Amanda đều không ai muốn ngày đó sẽ đến. Vì thế điều quan trọng nhất bây giờ là các em phải cố gắng chăm chỉ học tập để không phụ lòng giúp đỡ của anh Paulo cũng như người Việt Nam đã dành cho chúng ta, có đúng không nào? Qua những câu nói của cô giáo cũng như hình ảnh các em học sinh reo lên, vỗ tay bỗng có cảm giác thật sự yên bình, gần gũi. Một lớp học tự phát ở xóm làng châu Phi cho chúng ta thấy các em rất kỷ cương, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Ngay khi cô giáo đi thay bộ quần áo dài truyền thống của Việt Nam, Đông Paulo liền cầm thước, chỉ chữ cho các em tập đọc, không cần nói nhiều, các em đọc vanh vách thật khiến người ta cảm động. Hình ảnh lớp học tuổi thơ của nhiều người hiện lên thân thương đến lạ. Những thầy cô giáo, trên bục giảng vang vang giọng truyền tới thế hệ học trò những bài học, kiến thức và hơn hết là đạo nghĩa làm người. Nghề giáo thật tuyệt vời. Có được chúng ta của hôm nay, công lớn cũng nhờ thầy cô. Bởi thế là Việt Nam luôn trân trọng nghề giáo, chọn ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày tôn vinh các thầy cô giáo Việt Nam. Hơn hết, hành động của Đông Paulo cùng toàn bộ team Quang Linh tại đây cho thấy sự tuyệt vời khi gieo mầm hy vọng về tương lai tươi sáng của nơi đây. Trước khi biết tới lớp học này, các em nơi đây thật sự đáng thương. Họ thậm chí không biết tới con chữ, con số, cây bút, tập vở, phấn bảng là gì cả. Những đứa trẻ ngây thơ ấy sẽ mãi đắm chìm với cái nghèo đói, thiếu kiến thức, thậm chí không có nước sạch để dùng, không đủ ăn đủ mặc. Rồi tương lai của chúng sẽ lại giống như những thế hệ cha mẹ của chúng, nghèo đói, mù mịt và không biết tới những điều tươi mới hơn, đẹp hơn ở thế giới bên ngoài. Nhưng thật sự đã khác rồi, team Quang Linh đã mang tới những món quà vô giá cho người dân tại đây. Đặc biệt là món quà không gì quý hơn, chính là tia hy vọng về tương lai tốt đẹp, giúp người dân tại châu Phi sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, bớt nghèo đói hơn. Từ nay trẻ em sẽ được tới trường, được học, được viết, được biết tới những kiến thức mới ngoài kia. Tương lai của các em chắc chắn sẽ tốt hơn. Quay trở lại với ngành áo dài của Việt Nam xuất hiện trong video của Đông Paulo, chúng ta thật sự rất tự hào vì hành động ý nghĩa này. Không biết có phải Nhát nghĩ không, việc tặng áo dài cho cô giáo đứng lớp học được team Quang Linh xây dựng lên thật sự rất tuyệt vời. Hành động này vừa là để thể hiện được dấu ấn của người Việt Nam trên đất châu Phi, thể hiện được tấm lòng của chúng ta đã tới đây và gieo mầm cho vùng đất này, mang tới họ cuộc sống tốt hơn. Dù biết rằng cái nghèo chưa thể thoát khỏi hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ phần nào giúp họ có cái nhìn khác, thay đổi tư duy và dần dần tiến bộ. Khi video của Đông Paulo được tung lên, cảm xúc của chúng ta đọng lại thật đẹp, thật tuyệt vời. Rất nhiều người đã vào để lại comment tích cực, ủng hộ như: "Xúc động lắm Đông ạ, mình là một giáo viên với 30 năm trong ngành giáo dục. Hình ảnh cô giáo châu Phi mặc bộ áo dài truyền thống của Việt Nam đứng trên bục giảng ở châu Phi càng làm cho hình ảnh đất nước con người Việt Nam đẹp hơn bao giờ hết. Cảm ơn Đông." Đông Paulo tặng món quà cho cô giáo ý nghĩa quá. Cô giáo mặc bộ áo dài Việt Nam đẹp, duyên dáng. Cô giáo hiền, vui vẻ, dạy học nhiệt tình. Đông Paulo giúp đỡ xây nhà cho cô giáo, gần nhà văn hóa để cô giáo đi dạy thuận tiện. Nhà cô giáo xa, qua suối, mùa mưa khó đến lớp. Nhìn hoàn cảnh của cô giáo trẻ mà có bóng hình của tôi ngày xưa. Đông Paulo tráng nền xi măng trước nhà văn hóa để các em học sinh vui chơi sạch sẽ. Chúc mọi người mạnh khỏe. Bản thân mình cũng là một giáo viên, nhìn thấy trang phục đứng lớp với tà áo dài Việt Nam được hiện diện trên đất nước châu Phi xa xôi thì cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Cảm ơn anh Đông đã mang nét văn hóa đặc biệt của đất nước đến với người dân nơi đây. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, chúc cô giáo đồng nghiệp của mình sẽ luôn đồng hành cùng với các em trên chặng đường phía trước. Món quà rất ý nghĩa, hình ảnh cô giáo mặc bộ áo dài Việt Nam bước vào lớp rất thanh tao và xúc động. Tà áo dài của Việt Nam rất đẹp và là biểu tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và giờ đây lại xuất hiện trên bản làng nghèo của châu Phi xa xôi. Tự hào lắm, cảm ơn anh Đông và cả team châu Phi vì tất cả những điều tốt đẹp đã và đang làm cho người dân nghèo nơi đây. Không chỉ có người Việt Nam chúng ta, những người nước ngoài từ khắp năm châu khi thấy video này của Đông Paulo cũng có những cảm xúc tương tự như chúng ta. Tuyệt quá các bạn Việt Nam, điều các bạn đang làm khiến những người dân tại Angola sẽ có cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn. Món quà các bạn mang tới cho cô giáo thật đẹp. Áo dài truyền thống của Việt Nam đẹp như chính con người của các bạn vậy. Cô giáo thật xinh đẹp, thật dạng người trong tà áo dài của Việt Nam. Ôi thích quá, áo dài của Việt Nam kìa, tự hào quá các bạn Việt Nam ơi. Chiếc áo dài Việt Nam tôi cũng biết và mong ước được mặc thử một lần mà chưa có cơ hội. Nếu được các bạn cho tôi xin cách để đặt hàng áo dài tại Mỹ nhé. Các bạn Việt Nam làm chúng tôi thật xúc động. Tôi đã từng tới Việt Nam, đây là một trong những nơi đáng sống vì con người thân thiện, hiền hòa, nhân hậu. Áo dài của các bạn rất đẹp, tôi đã từng mặc thử và có mua về làm kỷ niệm. Thật tuyệt vời, hình ảnh ý nghĩa ở lớp học của người dân châu Phi. Tôi tin rằng hành động này của các bạn, những việc các bạn đã, đang và sẽ làm sẽ giúp đồng bào nơi đây có hy vọng về cuộc sống tươi đẹp. Sự biết ơn của người dân châu Phi, cụ thể là Angola với bản làng xa xôi ấy, không thể diễn tả bằng lời dành cho team Quang Linh cũng như bản thân Đông Paulo. Những tình cảm yêu mến được thể hiện rất thân thương, gần gũi bằng những cử chỉ, hành động đơn giản nhưng ý nghĩa. Cụ thể là bố mẹ của các em học sinh trong màn đã gửi tặng tới Đông Paulo nào là chuối, gà, chanh, bơ. Giá trị quà tuy không cao nhưng tất cả là tấm lòng của họ gửi tới để cảm ơn vì đã giúp con em họ được đi học, được biết tới con chữ. Thậm chí các bộ cấp cao cũng đã đến thăm, gửi lời cảm ơn tới Đông Paulo, cũng như cô giáo đã hết mình giúp đỡ, mang lại tương lai tốt hơn cho các em trong bản làng. Sau 2 tháng đi học, các em đã dần biết tới các con chữ, gần như các em không nghỉ buổi học nào, rất chăm chỉ, ngoan. Thấy được điều này, Đông Paulo tìm cách giúp các em đi học có bằng, cô giáo thì vào chính quy tại bản làng. Anh chị em khán giả của Tri Thức Việt thân mến, những việc tốt luôn khiến người ta cảm động, dù ít dù nhiều. Lựa chọn đến với mảnh đất châu Phi xa xôi, khắc khổ đã là không dễ dàng. Tìm Quang Linh với hành động thật ý nghĩa, mang tới cho vùng đất nghèo nhất châu Phi, Angola, niềm hy vọng mới, tia sáng mới, khiến ai nấy theo dõi đều thật sự cảm động. Hơn ai hết, chính những người dân châu Phi ấy khi nhận được sự giúp đỡ của team Quang Linh, họ biết rằng cuộc sống từ đây sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Hãy cùng lan tỏa sự yêu thương này tới mọi người, tự hào vì hành động ý nghĩa này của team Quang Linh, đồng thời tự hào vì bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, áo dài đã len lỏi và tới với nhiều đất nước, khẳng định nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam ngàn đời nay. Một lần nữa xin cảm ơn team Quang Linh, cảm ơn khán giả của Tri Thức Việt đã theo dõi và ủng hộ kênh. Anh chị em hãy like, share video này tới mọi người để lan tỏa yêu thương, lan tỏa niềm tự hào nhé!